Thanh Tùng kính lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng vào buổi sáng ngay sau đêm tổng tuyển cử dĩ nhiên sẽ là những thông tin mới nhất để mang đến quý vị liên quan tới hậu bầu cử. Thường thì những chuyện xảy ra trước bầu cử quý vị đã thấy nó hấp dẫn, nó gây cấn rồi. Hậu bầu cử có gì thấy nó còn gây cấn hơn, còn hấp dẫn hơn nhiều. Ai đau tim thì hậu bầu cử cơn đau tim của gì nó sẽ còn căng thẳng hơn trước bầu cử nữa. Những thông tin mới nhất Thanh Tùng uh, sẽ từng trình mới đến với quý khán giả. Tuy nhiên trước hết thì cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty, tôi lạc trong khu thương xá Grand Century San Jose. Đi đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408 tám văn phòng thuế vụ hàng lê hiện đang giúp cho các tiểu thương những người đã có vay chương trình PPP loan dưới 50.000 đồng được xóa nợ 100%. Quý vị muốn được giúp đỡ về cái vụ này thì quý vị liên lạc với văn phòng thuế vụ hàng lê 621 đường Tholy Road San Jose, phòng A125 kế bên cạnh Hồng Minh Travel 408 279 5843. Chuyên viên địa ốc thì làm lô nhiều năm kinh nghiệm bảo đảm lãi suất thấp không cần phải trả lệ phí. Đó là anh Côn Trần từ công ty B Pacific Realty. Hiện tại lãi suất vẫn còn thấp, thích hợp để quý vị refinance giúp giảm bớt tiền mortgage hàng tháng hay lấy tiền ra sử dụng cho nhu cầu cấp bách hiện nay. Khi quý vị cần bán nhà, anh Côn Trần cũng list nhà với tiền quay hồng thấp. Anh Côn Trần nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Mọi liên lạc xin vui lòng gọi về số phone 408 509 2124. Tulip Wholesale Nail Supplies đang super sale cho tất cả các mặt hàng nail supplies, giá rẻ hơn tất cả các nail supplies khác. Miễn phí shipping trên toàn nước Mỹ 408 207 5809. Thưa quý vị, ngay bây giờ với những cập nhật mới nhất lúc mà Thanh Tùng đang đứng thâu hình tiết mục này và thư chuyện với quý vị đây là những con số mới nhất thì chúng tôi xin được nói trước rằng là tất cả các con số kết quả của cuộc bầu cử và đặc biệt là bầu cử tổng thống cũng như là bầu cử cho các chiếc ghế nghị sĩ ở liên bang hay là các vị dân biểu ở liên bang cho đến giờ này con số quý vị thấy cập nhật liên tục cập nhật liên tục cứ sau 5, 10, 15 phút là con con số mới rồi Chính vì vậy, chúng tôi rất ngại để cập nhật quý vị con số chính xác vào giờ, giờ này bởi vì chúng tôi chỉ cần nói xong 5 phút sau, quý vị thấy con số đã đổi khác. Thế không, quý vị thấy không, tối hôm qua đến sáng ngày hôm nay là quý vị thấy có nhiều tiểu bang là kết quả bầu cử gây cho án ván, chóng mặt cho rất nhiều người theo dõi chương trình. Cho nên Thanh Tùng tạm thời sẽ cập nhật theo cách là ai đang tạm dẫn trước ở tiểu bang nào. Tạm dẫn có nghĩa là đây chỉ là những con số kết quả sơ khởi với số phiếu đã được đếm tới giờ phút này giờ quý vị đừng quên chúng ta có hàng chục triệu phiếu bầu qua thư vẫn đang tiếp tục được đếm chưa kiểm phiếu xong quý vị đêm bầu cử thì đã kết thúc nhưng phiếu bầu thì vẫn còn đang tiếp tục phải đếm đó chính là lý do cho đến giờ phút này chưa thể công bố kết quả ai là người chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống năm nay 2020. Bởi vì phải đếm phiếu xong, có số phiếu chính xác ở từng tiểu bang, chừng đó mới cộng ra đủ được số lượng của đại cử tri cho từng ứng cử viên và từ đó mới có thể tính ra được một cách chính xác và cụ thể ai là người chiến thắng. Chứ còn ngay trong giờ phút này, ít nhất 8 tiểu bang vẫn còn bất phân thắng bại đối với hai ứng cử viên là đương kim tổng thống donald trump và cựu phó tổng thống joe biden chính vì vậy quý vị thấy hầu hết các cơ quan truyền thông truyền thông lớn trên toàn nước mỹ cả cánh tả lẫn cánh hữu cả dân chủ lẫn cộng hòa không có cơ quan truyền thông nào dám tự tin đến mức ngay bây giờ mà dự đoán ông này thắng hay ông kia là cầm chìa khóa vào tòa bạch ốc chỉ có tổng thống trump là người tự tin nhất ở thời điểm này tự ông tuyên bố chiến thắng trong kỳ bầu cử này bất chấp là phiếu bầu vẫn đang được đếm ở rất nhiều các tiểu bang đặc biệt là ở những tiểu bang chiến trường. Tạm thời cho tới giờ phút này, tôi có gì cho chúng tôi mang đến quý vị cái kết quả tạm thời thôi nha. Tạm thời tới giờ phút này là ông Joe Biden ứng cử viên tổng thống bình Đảng Dân chủ hiện đang dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri. À, còn tổng thống Trump thì đang có trong tay 214 phiếu đại cử tri và mỗi ứng cử viên cần phải có ít nhất là 270 phiếu đại cử tri để tuyên bố chiến thắng. Tất cả những con số Thanh Tùng đang trình bày với quý vị là Thanh Tùng căn cứ vào trang web của đài Fox News. Thanh Tùng đang dựa vào trang web của đài Fox News nha quý vị. Rồi, bây giờ cũng từ trang web của đài Fox News chúng tôi cập nhật quý vị cuộc chạy đua để giành kiểm soát thượng diện và hạ diện của năm bầu cử năm nay 2020. Có gì biết thượng diện? Thượng diện thì uh, ghế của các nghị sĩ liên bang mỗi 6 năm sẽ bầu lại một lần. Thì năm nay 2020 có 35 vị nghị sĩ từ thượng diện liên bang phải bầu cử lại. Thì trong số 35 vị nghị sĩ đứng bầu cử lại tính cho đến giờ phút này vẫn còn ở một số tiểu bang đang trong dòng tranh chấp, đang trong dòng đếm phiếu cho nên chưa có kết quả chính thức. Chỉ biết rằng ước mơ lấy lại thượng diện từ tay của đảng Cộng Hòa, ước mơ để kiểm soát thượng diện của đảng Dân Chủ đã thất bại. Đảng Dân Chủ đã không thể lấy lại được thượng diện từ tay của Cộng Hòa. Và tính đến giờ này khi Thanh Tùng đang thưa chuyện với quý vị thì hiện đang có 48 vị nghị sĩ là đảng Cộng Hòa ở thượng diện và 47 vị nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ ở thượng diện. Để có thể nắm được đa số phiếu nắm được đa số để giành quyền kiểm soát ở thượng viện thì mỗi đảng phải có trong tay ít nhất là 51 ghế. Cho tới bây giờ quý vị thấy cả hai bên cộng hòa 48, dân chủ là 47 ở thượng viện. Vậy có nghĩa là sao quý vị? Vẫn đang trong vòng bất phân thắng bại tiếp tục đi chờ đợi trong những ngày tới. Tuy nhiên, con đường để có thể giành quyền kiểm soát thượng diện của đảng Dân Chủ rất mong manh. Ở Hạ Diện, ở Hạ Diện thì sao có gì cũng theo như bản ước tính của đài Fox News. Hạ Diện thì mỗi 2 năm bầu một lần. Nếu như Thượng Diện có tổng cộng 100 vị nghị sĩ thì Hạ Diện Liên bang có tổng cộng 435 vị dân biểu. Và cứ 2 năm bầu lại một lần nên năm nay là tất cả 435 vị dân biểu liên bang phải bầu cử lại. Và kết quả cho tới bây giờ Bên Dân Chủ vẫn chiếm được đa số ở bên Hạ viện với tổng cộng 198 dân biểu Dân Chủ, còn Cộng Hòa có 185 ghế cho dân biểu thuộc đảng của mình. Để có thể giành được thế đa số ở Hạ viện, mỗi đảng phải có trong tay ít nhất là 218 ghế dân biểu thuộc đảng mình. Trong đó bây giờ, tạm thời bây giờ thì Dân Chủ chỉ có mới có 198 ghế mà thôi. Còn bây giờ thưa quý vị quay sang với cuộc đua Uh, về uh, tổng thống của hai ứng cử viên tổng thống Donald Trump cũng như là phó tổng thống Joe Biden ở tiểu bang Arizona cũng theo đài Fox News thì họ dự đoán ông Joe Biden chiến thắng với tổng cộng 51.01% số phiếu trong khi tổng thống Trump chỉ giành được có 47.63% số phiếu. Cái vụ mà ở Arizona cho tới bây giờ đó quý vị biết là mới có đếm được 84% phiếu thôi mà đài Fox News họ đã tự ý dự đoán rằng là tiểu bang Arizona gọi tên của ông Joe Biden. Chính vì sự việc này mà đài Fox News bị rất nhiều các ứng các ủng hộ viên của ông Trump chỉ trích các thành viên bên đảng Cộng hòa chỉ trích đài Fox News từ đêm ngày hôm qua cho tới bây giờ. Họ nói trời ơi mới có 84% số phiếu được đếm mà mấy ông làm truyền thông kiểu gì mà mấy ông la lên là, là 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 phần thắng dành cho ông Joe Biden. Như vậy là không công bằng. Đài Fox News cho tới giờ phút này, họ vẫn giữ vững lập trường quan điểm của họ. Họ đang với 84% số phiếu, ông Joe Biden bây giờ có 1.411.086 triệu phiếu, trong khi ông Trump chỉ được có 1.317.568 triệu phiếu, là cách nhau 51.1% so với 47.63%. Thành ra là Fox News nói: "Chúng tôi vẫn tin ông Joe Biden sẽ thắng ở Arizona." À, đó là mà ở Arizona thì sẽ mang về cho ông Joe Biden khoảng 11 phiếu cử tri. Bây giờ bây giờ mình không có đủ thời gian mình nói từng tiểu bang nên Thanh Tùng sẽ chọn những tiểu bang được gọi, gọi là những tiểu bang chiến địa đó để xem cái phần thắng thua hiện nay cách biệt ra sao. Ở tiểu bang Florida, ông Trump coi như nắm chắc phần thắng và không ai tranh cãi về vụ này cả. Ông Trump dẫn trước ở tiểu bang Florida với 51.25% so với ông Joe Biden chỉ được có 47.85% và như vậy Ông Trump mang về cho chiến dịch vận động tranh cử của mình 29 phiếu đại cử tri của tiểu bang Florida. Ở tiểu bang Georgia nơi có 16 phiếu đại cử tri, cho tới bây giờ thì ông Trump đang nhỉnh hơn, ông Trump nhỉnh hơn với 50.25% số phiếu bầu còn ông Joe Biden được 48.53% số phiếu bầu và đến bây giờ thì ở bên Georgia, điểm phiếu được lên tới 95% rồi. Ờ à, còn một số những tiểu bang còn lại như iowa như là michigan như là minnesota north carolina nevada ohio cũng như là texas wisconsin thì sao quý vị nhớ giữ băng tầng này sau ít phút quảng cáo tân tùng sẽ cập nhật đến quý vị những con số mới nhất